Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo nho nhỏ để mà mình xử lý cái tình huống mà cây nó bị dư nước đó các bạn. Ví dụ trong quá trình mình, các bạn xem cái cây này nè, nhìn cái lá của nó nè ha. Cái lá của nó không có được bóng đó các bạn. Nó hơi vàng vàng úa úa nè, mặc dù là mình xử lý cái bầu đất cho nó, mình trồng lại nè, cây nó vẫn, lá nó vẫn bung ra nhiều ha. Nhưng mà các bạn xem cái hình, cái hiện tượng cái lá như thế này là các bạn, nó lên nó phát rất là chậm ha các bạn. Thì cái này là do cái tình trạng mà cái chậu mình nó không có thoát nước tốt á. Thì các bạn xem cái mặt chậu nè, ví dụ như của người ta tưới qua thì cái mặt chậu nó sẽ ráo khô ha, nhưng mà còn cái mặt chậu này nè là nó ẩm ẩm ướt ướt nè các bạn. Thì cái này nó chỉ là dư nước, cái tình trạng nhẹ ha các bạn. Thì các bạn xem nè, bắt đầu cái một số phía ngoài nè, thấy chưa, hay là hiện tượng là cây nó bị yếu do nó, cái chậu nó dư nước á. Thì mình cái này mình xử lý nhanh luôn, cắt cho nó bớt đi ha. Để cái này cắt chặn luôn đi. Thì các bạn, mặc dù là trong cái quá trình mình trồng á, thì mình cũng đã làm rất là nhiều cách để mà ngăn chặn cái việc mà nó bị dư nước á. Ví dụ như là mình khoan nhiều lỗ chậu ha, hay như là mình thả cái sợi dây vải ở dưới lỗ chậu cho nó dẫn nước á. Đây là cái cách mà mình thả cái sợi dây vải nè cho nó dẫn nước xuống ở chỗ lỗ chậu ha. Thì cái hình thức này nó cũng rất là hiệu quả ha các bạn. Đó, nó giúp cho cây nó phát triển ha, nó không bị úng thì cây nó sẽ rất là sung các bạn xem. Mặc dù cũng là cái chậu đít bằng nè, cái chậu này thoát nước không có được tốt ha, nhưng mà cây này lúc trước nó cũng hơi bị si á, thì mình thay chậu thay đất rồi mình làm cho cái nước nó thoát ra tốt á, thì cây bữa nay các bạn thấy cái lá nó xanh đen xanh bóng, chứ nó không có giống như cái cây lúc nãy ha các bạn. Nhìn cái cây lúc nãy là mình biết là nó bị dư nước liền đó. Nè các bạn xem những cái cây mà khi mà nó chịu á, nó không có bị dư nước á ha, hoặc là không có bị thiếu nước, thì nhìn cái cây nó phát triển rất là tốt ha. Đó rồi, giống như còn trường hợp này các bạn, như đây là các bạn thấy mình nghiêng cái chậu bên đó không, để cho nước nó chút về một bên đó, nó chút về cái lỗ thoát nước ở bên đây nè ha. Thì để cho cây nó thoát nước tốt thì cây nó cũng phát triển rất là tốt nè ha. Rồi mình trở lại cái cây lúc nãy ha các bạn. Rồi, tuy nhiên á các bạn, có một số cái trường hợp á thì mình chủ quan, thì mình không có xử lý sử dụng các cái biện pháp mà xử lý thoát nước ngay từ đầu của các bạn. Nói đại khái là làm biến đi ha các bạn. Thì làm cho cái cây nó rơi vào tình trạng bị dư nước như thế này nè các bạn. Thì mình cũng có một cái biện pháp mà cũng là làm biến luôn, để mà mình xử lý cái tình trạng này nè. Thật ra cây này bây giờ mình chỉ cần nghiêng chậu một cái là cái cây nó sẽ thoát nước tốt rồi các bạn. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn một cái cách khác nữa, nó vừa giúp cho cây phát triển tốt mà vừa mình có thêm cái rau để mình ăn. Thì đó là mình gieo những cái hạt cây quế nè các bạn, hay là những cây tía tô, hay là cây húng cây cũng được ha. Thì mình gieo hạt lên đây để cho nó rút nước các bạn. Những cái cây này nó rút nước rất là tốt, đồng thời cái rễ của nó các bạn, nó cũng làm cho thoáng xốp đất ha các bạn, nó cải tạo đất trong cái chậu rất là tốt luôn đó. Thì ở đây mình đã gieo rồi nè, nó lên nè các bạn. Tuy nhiên cái phương pháp này thì nó, mình phải chờ thời gian ha. Đây mình cũng mới vừa gieo đây, mình cắt mấy cái chuỗi hạt của cái cây quế á, thì mình gieo qua ha các bạn. Cây quế dễ nhất các bạn, mấy cây kia thì nó lâu có bông có hột lắm. Thì ở đây mình cũng có xử lý những cái chậu như thế này nè. Đây mình ví dụ cái trường hợp này là các bạn bắt buộc mình phải sử dụng cái cách này các bạn, hoặc là mình sử dụng cái vải ha,
Tại vì cái chậu này các bạn xem, cái chậu rất là lớn nha các bạn. Đối với những cái chậu này mình nghiêng chậu thì rất là cực. Tại vì sau này mình trở lại bình thường hoặc là cái đôn sợi nó yếu các bạn thì nó nguy hiểm. Đối với những chậu nhỏ nhỏ thì mình nghiêng chậu nó dễ, nhưng mà đối với chậu lớn này thì cũng rất là khó khăn trong vấn đề nghiêng chậu. Thì mình có thể mình sử dụng cái vải mình dẫn xuống, còn lỡ mà mình quên á hay là mình lười biếng quá thì mình có thể mình gieo cái hạt quế như mình vậy nè. Ở đây là mình gieo nè ha, thì không bao giờ mà có cái hiện tượng dư nước ở trong cái chậu này các bạn. Những cây quế này nó sẽ giúp thoát nước cho mình nè, nó hút nước rồi nó thải qua lá hết ha các bạn. Đó, cho nên những cái cây này mình rất là sợ nó bị úng nè, tại vì lúc đó mình xử lý, mình cạy sạch với lại mình cắt rễ lại đó, những cây mà nó già nó lớn như thế này rất là nguy hiểm đó. Cho nên những cây đặc biệt là trồng trong cái chậu chữ nhật, cái đít bằng nè, là nó thoát nước rất là kém so với cái chậu tròn đít, cái đít nó như vậy ha. Đối với những chậu tròn vậy nó thoát nước tốt hơn, nhưng mà mình cũng phải móc thêm những cái lỗ bên hông nè. Những cái lỗ bên hông này nó thoát nước tốt là do nó không bị sức ép ở trên xuống ha, nó không bị nén xuống. Đối với chậu, cái lỗ chậu mà ở phía dưới đó thì nó dễ bị nén xuống và nó dễ bị nghẹt ha. Rồi mình sẽ móc những cái lỗ xung quanh nè, móc theo những cái lỗ xung quanh để cho nó thoát ra đó. Rồi các bạn thấy không, như đây quế là ở nhà ăn không hết đó các bạn. Quế này là ăn không bao giờ hết, bánh xèo bánh chán gì ăn liên tục rồi mới hết nha các bạn đó. Rồi các bạn xem khi mà mình trồng đó, đó thì những cái cây lớn vậy nè thì mình nên gieo lúc mà mình vừa thay xong á, thay đất thay chậu cắt rễ xong á, thì mình lấy hạt này mình gieo luôn đó, thì nó giúp cho cái quá trình thoát nước. Và sau này á, sau này khi mà mình thu hoạch cái quế này các bạn, mình cắt ngang cái nó chết à, nó rất là dễ diệt ha. Nếu mà các bạn không muốn trồng nữa rất là dễ diệt, với lại nó cũng giúp cho nó che mất cỏ các bạn. Những cái chậu này nhổ cỏ rất là cực luôn ha. Cây quế chỉ cần các bạn cắt, thu hoạch các bạn cắt ngang cái đầu cái cuốn rễ cái là nó chết à. Rồi cái phần còn lại rễ của cây quế nó sẽ mục ra, nó cũng mau mục lắm. Nó mục ra và nó giúp cho cái cây mình nuôi nó tốt hơn các bạn. Rồi ở đây thêm cái trường hợp cây này nè các bạn. Ngày xưa ở đây cái cụm rừng này nè, mình cũng trồng trong cái chậu rất là lớn luôn nè, thấy không? Đó, cái cụm rừng này ngày xưa nó thường xuyên là nó bị cái tình trạng mà dư nước á các bạn, cây nó không có phát triển được á. Cái này là bây giờ nó không phải là không phát triển mà này lá nó già mình chưa có lặt nè ha. Thì á, là cái nó thường xuyên phát triển chậm 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 mà cái dấu hiệu của nó dư nước á các bạn, cho nên mình cũng rải mới hạt quế lên. Và sau này khi mà nhiều lúc cái ngay cả cái chậu này còn thiếu nước luôn các bạn. Đây các bạn xem những cây quế mình đã thu hoạch nè ha. Đó, các bạn thấy mình cái này đáng lẽ mình cắt sát chút nữa là nó chết rồi các bạn. Cây quế nó dễ chết ha. Đó, nó che cỏ rồi bớt cho mình cũng đỡ làm cỏ ha. Cái cây này là bây giờ chỉ cần mình xuống lá là nó bung mạnh lại thôi ha. Nó là đang lá già chứ không phải nó yếu ha các bạn. Ở đây những cây này cũng vậy nè, mình luôn luôn mình gieo những cái cây quế vô. Cây quế nó dễ nhất thôi, chứ còn nếu mà bạn có tía tô hay là húng lũi húng cây bạn thả vô cũng được hay các bạn. Những cái chậu này nè ngày xưa là nó hay bị dư nước lắm, nó bị ôi nước ha, thì mình cứ thả nó vô. Rồi đó là cái bí quyết nho nhỏ các bạn. Ngoài ra còn có thể càng cua nè, những cái chậu này thả thêm càng cua cũng được nè các bạn. Đó thì mình có thêm rất là nhiều loại rau để mà mình sử dụng cho gia đình luôn, đồng thời thì mình có giúp cho cây nó thoát nước tốt luôn ha. Đây, cây này nó bung rất là đã ha. Rồi ok, mình chia sẻ một cái mẹo nhỏ nhỏ với các bạn ha, thì hy vọng là các bạn có thể chăm sóc cho mình được những cái cây nó tốt hơn, và đồng thời có thêm cái nguồn rau để sạch nữa ha. Rau này rau sạch luôn ha.
Khi mà mình bón phân hay xịt thuốc thì mình tránh ra, mình canh nhà rồi mình thu hoạch ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.